thấy nó ngoại quen. Cái nó không có thấy nó về, nó nhớ lắm, ngày nào cũng hỏi thăm có về không, có về không. Sợ nhất là nó ăn uống không tốt á, tại vì nó kén ăn lắm. Cho nên khi mà nó sống chung tập thể về rất là ngại chuyện nó bỏ ăn rồi nó mất sức khỏe. Mình thấy là con trai mình nó chững chạc ra, mình cái cách nói chuyện này kia nó có vẻ người lớn ra. Là mình cũng thấy mình yên tâm một phần là khi con mình ra đời thì cũng có học hỏi được nhiều cái hay. Muốn con là thi tốt, coi như được vô top 4 nha, thì tốt, cố lên. Yeah. Nói chung ra cái bài nào cũng thấy thích hết. Không phải thích con thi gái không? Hết sảy luôn á. Dù cho trong tuần tới này đó mà có vô được hay là không vô được thì cái đó cũng là cái vui của gia đình thôi, chứ ngoài ra cũng không có một cái ý gì khác hơn.